cậu có chắc cậu muốn làm điều này không? Thì... vậy là mình đã có hoa mà Emily thích. Cô ấy đây rồi. Chào Chris. Đây chính là khoảnh khắc hoàn hảo. Ôi không, không phải chứ. Dừng lại. Ồ, hoa. Ôi, đáng yêu ghê. Cảm ơn. Cậu, nhìn đường đi chứ. Hay là mình phải cho cậu cái kính của cậu đây. Thứ này sẽ giúp cậu phải nhường đường cho người lớn. Đúng đấy. Làm tốt lắm, Phil. Này, cẩn thận chứ. Và làm sao mình có thể giải phóng bản thân được đây? Ồ, Chris. Chào. Cậu có sở thích giải trí kỳ lạ ghê đó. Chris, đây là điểm F thứ 5 trong 2 ngày rồi. Nếu mọi chuyện vẫn tiếp diễn, em sẽ chẳng thể tốt nghiệp được đâu. Thầy sẽ cho em làm lại bài. Tội nghiệp Chris, cậu ấy mãi là người bị bỏ rơi trong suốt những năm học. Và cậu ấy cô đơn lắm. Quay ra chỗ khác đi, đồ thua cuộc. Ước gì mình cũng có bạn. Chà, ít ra một người bạn thân thật sự. Thuê bạn sao? Thú vị đấy. Có lẽ cơ hội của mình đây rồi. Vâng, đúng vậy. Vậy thì theo ý cậu, ta nên bắt đầu bàn bạc công việc rồi nhỉ? Phải, mình sẵn sàng. Mình có thể đưa cậu vitamin kết bạn của hãng mình. Chúng rất hiệu quả đấy nha. Mình cần thứ gì đó đáng tin cậy hơn. Vậy chúng ta có thể tìm cho cậu một người bạn thực sự. Cậu thấy người này thế nào? Đúng ngân sách luôn nha. Sao hả? Nhưng cậu ấy trẻ quá, không được. Hiểu rồi, cùng tìm tiếp nào. Úi, không phải người này. Tiếp. Được rồi. Tiếp nào. Biết rồi, ta có thứ hoàn hảo cho cậu đây. Đợi một chút. Đây là mắt của chúng ta. Cậu nghĩ sao? Vâng, mình sẽ lấy cậu ấy. Tuyệt, nhưng mà cậu sẽ tốn thêm chút phí nữa đấy. Được rồi, đây, tuyệt vời. Xong rồi, thật vinh dự được hợp tác cùng cậu. Chúc may mắn nha. Cảm ơn, cảm ơn, mình sắp có bạn rồi. Bạn của cậu, phí vận chuyển đã được tính rồi. Bạn của mình, cuối cùng thì mình không thể tin được. Cảm ơn nha, chúc một ngày tốt lành. Cậu ấy đâu rồi? Mình không thấy được. Cậu ấy không ở đây. Họ lừa mình sao? Sao mình xui vậy? Mình nên làm gì đây? Ồ, cậu ấy đây rồi. Xin chào, cậu bạn mới của mình. Mình sẽ giúp cậu có được cô nàng mà cậu thích. Và mình có kế hoạch cho điều này. Cậu có hả? Chắc rồi, mình theo luôn. Vậy hãy bắt đầu bằng việc đi lại. Nhìn kỹ nha. Nếu như cậu làm đúng, Emily sẽ là của cậu. Cậu phải cảm thấy tự tin vào bước chân của mình. Thử đi nào. Giờ dáng điệu của Chris lại càng tự tin hơn rồi đấy. Bây giờ đến đếm hoa nhé. Bắt đầu thôi. Không, không phải. Phản ứng được đấy. Không. Tóc đỏ cũng không phải gu của mình. Cố lên nào, tiếp tục thôi. Emily không nuôi cuốn. Và cuối cùng, ta-da. Như thế này. Phải, hoàn hảo. Tốt lắm cậu ơi. Hầu hết các mục của kế hoạch đều đã xong rồi. Đợi đã, hình như vẫn thiếu gì đó. Đúng rồi, là một chiếc kính. Đây nè, pow pow, ha ha. Tuyệt, cậu đã sẵn sàng rồi đấy. Bây giờ đi thôi nào. Lớp huấn luyện đã xong rồi. Wow, các cậu sẽ chẳng bao giờ nhận ra được kẻ thua của Chris đâu. Có vẻ như khóa huấn luyện của Mark thành công rồi. Giờ, Chris chắc chắn có cơ hội lấy được trái tim của Emily. Mark đã nói rằng mình là người đàn ông trong mơ của cô ấy. Đó chính là điều tự tin mấu chốt. Chào mọi người. Oh, Chris, xin chào. Ôi không, có vẻ như các chàng trai chẳng nghĩ thông suốt mọi thứ. Thật ấn tượng. Cảm ơn vì hoa hồng nhé. Này, nhưng mà sau cùng thì anh ấy vẫn vui tính. Mark, nghe chứ. Dù té nhưng mình vẫn tặng được hoa cho cô ấy. Tiếp theo là... hiểu rồi, cậu đang tính đi đâu vậy? Mark, mình gặp vấn đề rồi. Phải, Chris, cậu còn đang đợi gì nữa? Hồn tay cô ấy nhanh lên. Chúng ta sẽ tìm ra được sự hữu ích của cậu. Cậu đang làm gì vậy? Dừng lại đi. Cậu nói đúng rồi đấy. Cậu là người hầu của ta. Để mình mời cậu một ly cà phê nha. Chà, chẳng có gì mới. Này, ngài John, mắt của ngài không chịu làm việc chăm chỉ gì cả. Cậu ta để mình gặp khó khăn. Bây giờ mình muốn đổi hàng được không? Được rồi, bình tĩnh.
ta sẽ làm như cậu nói, nhưng mà phải trả thêm. Cậu đùa mình hả? Mình đã đưa hết tiền tiết kiệm cho cậu rồi mà. Thôi được, có vẻ như chẳng còn lựa chọn nào khác. Có lẽ cậu ta có gì đó chăng? Ai có thể nghi ngờ chứ? Mình có ý này. Cậu ta chắc chắn có tiền. Đây rồi. Cậu nghiêm túc hả? Đây đã là của ta rồi. Cậu ta là người mắc nhất. Vậy thì đưa cho mình người nào khác rẻ hơn đi. Được rồi. Chà, phải, trông được đấy. Được rồi, chờ chút. Chúng ta sẽ có cuộc nói chuyện riêng với cậu. Đồ mèo đực. Ôi không. Trái tim cháy bỏng của ta. Những gì ta muốn là tình yêu. Ồ ồ. Ờ hơ. Gì chứ? Cậu ta đâu rồi? Ôi trời ạ. Người bạn thân nhất Neil đã sẵn sàng để làm nhiệm vụ đây. Ồ, rất vui được gặp cậu. Cậu sẽ bảo vệ mình chứ? Đúng vậy, ở với mình cậu sẽ luôn an toàn thôi. Lần hai. Lần này Chris có may mắn không? Chìa khóa bị kẹt rồi. Thôi nào, mở ra đi. Mở ra. Không thành vấn đề. Ồ, tuyệt thật đó. Vậy sách của mình đâu rồi? À ha, người hầu nhỏ đây rồi. Chúng mình tìm cậu lâu lắm rồi đấy. Này, tránh ra. Phải, chạy đi đồ hèn. Chào buổi chiều, thầy Tranot. Chris, thầy đã nói gì với em? Lại điểm ép nữa. Ai vậy? Ouch. Thầy xin lỗi, Chris. Đây, điểm cao của em đây. Cảm ơn thầy nhiều. Đúng rồi. Này, Chris, mọi chuyện thế nào rồi? Cuối cùng cũng được điểm A. Chúc mừng cậu nha. Mình vui quá đi. Ôi không, không phải. Dừng lại, Neil. Sao cậu làm điều đó? Cậu phá hỏng mọi thứ rồi. Cậu chẳng thể làm thế với mình. Mình sẽ mượn nó. Chà, cậu xứng đáng. Cậu không thể hung hăng mãi được. Được rồi, đến lúc tạm biệt cậu luôn rồi. Phải, mình sắp xong rồi đây. Xin chào, đây là dịch vụ thuê bạn. Lấy lại cậu Neil mê đắm người đi. Và gửi người khác tốt hơn cho mình. Hiểu rồi, hãy chờ đơn hàng mới nha. Được rồi, để xem chúng ta có ai đây. Ồ, chỉ còn cậu bạn kỳ lạ này thôi. Ha ha, sao cũng được, sẽ ổn thôi. Mình biết rằng được có cậu ở bên sẽ là món quà to lớn nhất của mình. Ồ, người mới đến rồi nè. Này, chào cậu, còn sống không hả? Ra hiệu đi, cúc cu. Wow, cứ tưởng mình phải trả lại hàng chứ. Chà, mọi thứ còn tệ hơn nữa. Cùng lấy cậu ta ra khỏi đây nào. Wow, đúng rồi, ngày mai mình phải đi tập gym mới được. Úi. Đợi đã, để mình lật ngược cậu lại. Hey, Phil, mình vận động đủ cho cả tuần luôn rồi. Này, cậu ở đâu đấy? Ôi trời ơi, đừng có dọa mình như vậy chứ. Xin lỗi, xin lỗi. Mình không cố ý đâu. Mình là Ethan. Phải, chào. Ồ, cậu có nhiều thứ hay ho ở đây quá. Ôi không, cẩn thận nào. Tuyệt thật đấy. Úi, cậu sẽ phá hỏng mọi thứ trong này mất thôi. Không, đặt nó xuống. Đó là tai nghe yêu thích của mình mà. Dừng lại ngay. Ú, đẹp thật. Đừng động vào. Không, guitar của mình. Cậu đã làm gì vậy? Buổi biểu diễn sắp diễn ra trong một tiếng nữa mà không có guitar. Sao mình diễn được đây? Để mình sửa lại cho. Ngồi ở đó và đừng động vào thứ gì hết. Mình nên làm gì đây? Emily ở đây. Cô ấy phải nghe mình hát và hiểu ra chứ. Chúc tất cả mọi người có một năm mới vui vẻ. Cảm ơn. Giờ hãy chào đón Chris và bài tình ca tuyệt đẹp nào. Chris và bài tình ca. Chris, chúng ta đang đợi đấy. Ok, không có đàn thì không có đàn. Được rồi, mình chuẩn bị để xấu hổ thôi. Chris đây rồi, chúc may mắn nha. Phải, mình rõ ràng có thể ứng biến được mà. Xin chào. Chà, sao cậu ấy cứ đứng đó vậy? Chris, mình đã sửa guitar rồi. Nhìn nè. Yeah, mang lại đây nào. Ethan tội nghiệp đã vội quá. Và anh ấy đã làm được. Úi, hoặc là không. Wow, tiếp đất mạnh đấy. Không sao cả. Ethan có vẻ ổn. Nhưng mà chiếc guitar đã hỏng rồi. Cậu ấy cần được giúp đỡ.
Mình nghĩ mình nên đi. Đợi đã, Chris, mình cũng có guitar. Cậu có thể dùng nó. Thật sao? Cảm ơn. Hoan hô, chúng ta cùng hát nha. Tâm hồn ta như vườn xuân đang nở rộ, tình yêu dành cho em luôn rực cháy. Nhìn vào đôi mắt em lấp lánh vì sao, thế giới dường như chỉ còn lại đôi ta. Hay lắm bạn mình. Phải, và nếu không có cậu, Chris chẳng thể làm được thế. Và nhìn chung, chúng ta đều làm rất tốt. Chúc mừng nhiệm vụ thành công nào, các cậu. Các cậu có muốn thuê bạn không? Hãy viết câu trả lời bên dưới phần bình luận video này nha. Tạm biệt.